chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Như quý vị cũng đã biết, cuộc sống xung quanh chúng ta có rất là nhiều điều bất ngờ và thú vị mà chúng ta khó có thể khám phá hết và không nghĩ rằng nó có thể xảy ra. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chuyên mục Chuyện lạ quanh ta để cùng khám phá những điều bất ngờ xung quanh cuộc sống nhé. Chú rể được trao 10 tỷ đồng, bố mẹ vợ đã chuyển tiền trước đám cưới. Ngày 11 tháng 10, Nguyễn Phương chú rể ở Bình Phước khẳng định vợ chồng anh được bố mẹ tặng 10 tỷ đồng trong đám cưới. Tấm biển đỏ trao hôn cưới là tượng trưng, vợ chồng anh đã nhận được toàn bộ số tiền một ngày trước hôn lễ. Chú rể Bình Phước cũng tiết lộ tấm biển ghi số tiền vợ chồng anh được nhận từ cha mẹ trong đám cưới khiến cho nhiều người tò mò, không tin là thật. Nguyễn Phương từ chối tiết lộ thêm thông tin về bản thân cũng như đám cưới được nhiều người quan tâm của mình. Trước đó, ngày 7 tháng 10, hình ảnh đôi trẻ ở Bình Phước được cha mẹ tặng 10 tỷ đồng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Gia đình cô dâu đã làm một tấm bản đỏ dán chữ vàng với nội dung Bố mẹ tặng cho con 10 tỷ đồng và trao ngay trên sân khấu. Khoảnh khắc này khiến cho cả phụ huynh lẫn con gái đều xúc động. Bức ảnh chụp lúc trao quà trong hưu lễ danh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng cha mẹ yêu thương con, cộng với nhà có điều kiện tặng tiền cưới như thế không có gì lạ. Song số khác thấy hành động này là vô trưng. Việc làm một tấm biển công khai tiền mừng cưới với họ thực chất là để khoe khoang gây chú ý. Lê Loan người đăng hình cũng là hàng xóm của gia đình cô dâu, xác nhận bức ảnh trên là thật. Đám cưới diễn ra ngày 7 tháng 10 tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Cô dâu tên Tâm làm trong ngành ngân hàng, chú rể là Nguyễn Phương cùng quê Bình Phước. Lê Loan cho biết đôi yên ương đều là con nhà khá giả trong vùng, cha mẹ cô dâu lập kinh doanh nên rất có điều kiện. Cô dâu chú rể nhận 1.700 tỷ đồng hồi môn từ bố mẹ vợ, khiến dân mạng choáng váng. Ngày 5 tháng 10 vừa qua, một đám cưới diễn ra khiến dân mạng choáng váng với của hồi môn từ nhà gái. Số tiền vàng trang sức xếp đầy phòng cưới và mọi người nhanh chóng tìm ra danh tính cô dâu. Được biết, cô dâu họ tiêu ở Ngô Châu, tỉnh An Huy, còn chú rể ở Hợp Phì, bố và anh em trai của cô dâu làm trong ngành bất động sản có nhiều dự án tại An Huy, nên gia đình rất giàu có. Theo các nguồn tin, trong ngày cưới đã có một dàn xe sang đi rước dâu. Cụ thể có 10 chiếc Rolls Royce, 3 chiếc Bentley, 5 chiếc Range Rover. Gia đình cô dâu sở hữu rất nhiều xe hơi sang trọng khác. Đặc biệt những bức ảnh chụp tại phòng tân hôn cho thấy bố cô dâu tặng 500 triệu nhân dân tệ tiền mặt, khoảng gần 1.700 tỷ đồng, và anh em trai của cô mỗi người tặng 1 triệu nhân dân tệ tiền mặt, tổng cộng 07 tỷ đồng. Ngoài ra còn có thêm một căn nhà và một chiếc xe hơi trị giá 4,26 triệu nhân dân tệ, khoảng 14,5 tỷ đồng, cùng vô số tiền vàng và đồ trang sức khác của hội môn ngập tràn phòng cưới của cặp đôi. Sau khi hình ảnh được đăng tải trên mạng Internet đã gây sốc với tất cả mọi người, rất nhiều thành viên nháo nhác kêu cô ấy có em gái không, trong khi đó nhiều người tỏ ra ghen tị với chú rể vì có một tài sản khổng lồ trước hôn nhân. Cô dâu đội phương miện 100 cây vàng từ nhà chồng ở Nam Định. Nhà chẳng có gì ngoài điều kiện. Thưa quý vị tính giả thân mến nhiều người, xôn xao trước đám cưới có một không hai từng diễn ra ở Nam Định với món quà cưới là chiếc phương miện trị giá 100 cây vàng của mẹ chồng trao cho con dâu. Đây là những hình ảnh về đám cưới diễn ra ở Lâu Đài, làng Khoa Khuê diễn ra cách đây hơn một năm ở xã Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Đây là đám cưới hoành tráng nhất huyện Hải Hậu từ trước tới giờ cả hai gia đình cô dâu và chú rể đều giàu có nổi tiếng trong vùng. Chiếc phương miệng chính là món quà giá trị thứ hai cô dâu được nhận từ gia đình nhà chồng. Gia đình đại gia sở hữu tòa lâu đài hơn 2.000 tỷ đồng. Một người bạn của chú rể chia sẻ với chúng tôi rằng chiếc phương miệng sang trọng trị giá 100 cây vàng được chính bố chồng đích thân mua tặng con dâu trong ngày cưới và đây cũng là lần thứ hai cô gái được nhận món quà sang trọng như vậy từ gia đình nhà chồng. Đám cưới này đã khiến cho người dân Nam Định xôn xao suốt nhiều ngày qua. Một người dân gần đó cho biết lâu đài này đã được xây từ cách đây 6-7 năm. Gia đình chú rể làm nghề buôn bán nổi tiếng ở Hải Minh từ nhiều năm nay. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Nguyễn Hải Hậu ở tỉnh Nam Định cho biết, đại gia Khuê làm ăn kinh doanh bên Trung Quốc, bởi đây vị đại gia này cưới vợ cho con trai của mình. Ở địa phương, đại gia Khuê cũng có tiếng trong việc hỗ trợ xây dựng đường xá ở xã và góp phần trong việc xây dựng nông thôn mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.